Nên là anh thích những người lanh hơn em. Anh phải thẳng là không có cong. Anh phải nam hơn em. Em cho anh mang giày mà độn gót lên. Không cần biết em là ai. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai xem hôm nay như thế nào. Đúng rồi. Nào xin mời Mai Hà xuống. Cặp đôi thứ hai, mời nhân vật nam xuất hiện. Trời ơi, mặc áo nhiều ô dữ ta. Mời bạn ngồi. Bạn cảm giác thế nào khi bạn ngồi trên cái ghế đỏ này? Em. Hả? Em. Bạn tên gì? Em tên Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng, nhiêu tuổi? 28 tuổi. Làm nghề gì? Em làm IT. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Em tên gì? Dạ, em tên Dương Thúy Vi ạ. Dương Thúy Vi. Dạ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23, đang làm gì? Dạ, em học trường Đại học Ngoại ngữ Tinh học TP.HCM, Chí Minh, khoa du lịch khách sạn. Ở bên đây lanh lắm nha anh Linh. Trời ơi. Bên đây cuốn dừa đây. Bên đây vô nhìn tôi nhìn, tôi nhìn lên, nhìn lại. Chống nạnh nữa. Bạn làm IT bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm 4 năm. 4 năm rồi. Bạn hiện nay đang làm công ty hay là làm riêng? Hiện tại thì em đang mới nghỉ ở công ty ra mà em đi nằm ngoài. Nghỉ công ty? Công ty cho nghỉ hay bạn tự nghỉ? Em tự nghỉ. Tự nghỉ lý do? Dạ, em định hướng là sau này có thể mở cửa hàng hay là công ty gì đó. Mở công ty riêng. Cái này là một cái khát vọng rất là lớn. Chúc mừng bạn. Hàng ngày công việc của em làm gì? Em tự giới thiệu về mình. Em là cán bộ đoàn hội, tổ chức những cái chương trình cho các bạn sinh viên. Rồi đi từ thiện tới mái ấm nhà mở. Rồi vùng sâu vùng xa vậy đó. Bạn thấy bạn nữ bên kia là sinh hoạt đoàn đội rất là nhiều. Nó rất là lanh. Bạn có sợ gặp phụ nữ lanh hơn mình không? Tại vì em thích những người như vậy. Thích những người như vậy? Em là không có lanh gì mấy. Cho nên là em thích những người lanh hơn em. Trời ơi, tôi thấy lanh muốn chết mà còn là không lanh gì mấy nữa. Hai người này mà lấy nhau về rồi mở công ty rồi không biết nói hết luôn. Nhân viên là ngồi đính khe hết luôn nè. Tiêu chuẩn của bạn là bạn gái như thế nào? Em thì người bạn gái đó là một người năng động, hướng ngoại. Hướng ngoại là thích Việt Kiều sao? Bạn có biết hát không? Dạ, em thì biết hát. Biết hát, có thể hát một câu rồi đó tặng bạn bên kia để lấy lòng bên kia. Một câu trong bài hát vì đó là em. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em ở đâu, không cần biết làm sao ta yêu em băng qua ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em khi chỉ biết đó là em. Đó là hay em đấy. Đó là em, hay đó, đó là em. Cũng hay đấy. Em ơi, chị muốn em nói rõ hơn về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào. Đầu tiên là anh phải thẳng. Thẳng là sao? Là không có cong. Rồi cái gì? Anh phải thẳng là sao? Là sao cái câu này? Cái gì kỳ vậy? Cụ thể là không có thẳng, không có cong là sao? Anh phải mang tính đó chị. Tại vì dạ. Cái phạm trù, cái câu hỏi tôi hỏi đi đơn giản mà trả lời nó phức tạp, hại não dữ vậy trời. Như là tại vì em, bạn bè của em có nói em nam tính. Nên ảnh phải nam hơn em. À, chứ mà yểu điệu một tí xíu là không có được rồi phải không? Dạ dạ. Ngoài cái đó ra, về vóc dáng. Vóc dáng hả? Hồi lúc trước á, là em nói là bạn trai của em á, là phải cao 1m7. Tại vì em cao 1m6, nên ảnh phải cao hơn em một cái đầu. Nhưng mà tìm hoài 23 năm nay rồi. Nên em hạ tiêu chuẩn là cao nửa cái. Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi tìm 23 năm. Hôm nay nhiêu tuổi mà tìm 23 năm cô? Ý là 23 năm chưa có. Trời đất ơi. Nên em hạ tiêu chuẩn xuống rồi cao nửa cái cũng được. Tức là mấy 65. Dạ. Bây giờ 61 được không? Thế nào ta tốt hết, ta đạt hết rồi. Giờ ta từ thiếu có 4 phân không được. Em cho anh mang giày mà độn gót lên tí. Anh thấy tiêu chuẩn đó đường này là cũng khá tốt quá. Bên này hình như cũng đáp ứng nhu cầu cũng được các bạn ha. Nhưng mà vấn đề bên kia lãng mạn, bạn có lãng mạn không? Em thấy thì em bình thường, không khô mấy. Tôi thấy quá khô. Khô thì mình tưới nước vô. Phải lãng mạn chút xíu nữa. Phải năng động lên nữa ha bạn ha. Không, bây giờ để cho gặp nhau để cảm nhận chứ. Nói hoài không biết cảm nhận thế nào nữa. Nên anh nhìn trước coi cô ấy như thế nào nha. Kiểm tra giúp bạn trước đó nha. Chào bạn. Dạ chào anh.
bạn cảm nhận như thế nào về người bạn của bạn ngồi bên đây? Dạ, cũng được. Cũng được. Anh thấy cũng được. Dạ. Thẳng không? Thẳng không? Cũng thẳng. Không có cong, thẳng thẳng như như cái cây vậy đó. Tôi nhìn cũng được á. Cao không? Bữa tôi cao không? Cao không? Cao, bên đây cao. Trên mấy 65 không? Để chị coi thử nha. Mấy 61 nó công tốn tiền độn giày. Gì vậy trời, nhìn tôi làm nhìn một mắt vậy trời. Đúng giống cái cây thiệt. Đứng lên chị coi cái cây coi có đủ mấy 65 không? Trời, sao xuống được vậy? Cây thẳng đứng không công chút nào luôn. Thì đúng nhu cầu bên kia. Hơi thiếu ăn đó nha. Nha, bây giờ ăn nhiều chút nha. Ăn nhiều nhưng mà nó không có to được. Mình dây mà. Đúng không ạ? Rồi, được rồi đó. Xích đau, liền. Mang giày thấp lắm em, mình độn giày lên được, không sao gương. Có điều chia bớt bệnh chút thịt. Hơi thiếu thịt. Chuẩn bị, màn đau kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Và trong 2 phút đó các bạn phải quyết định xem có đồng ý hẹn hò với nhau không. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ chào anh. Em học Ngọc bên báo chí. Dạ không, em học nhà hàng khách sạn. Nhà hàng khách sạn. Vì sao nhìn lên trời không vậy? Nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Anh có ngại ra đường đó nhưng mà tao nói mình là số 10 không? Anh nghĩ số 10 cũng đẹp mà. Điểm 10 chất lượng đó. Em thấy anh có đủ thẳng chưa? Dạ cũng đủ. Nhìn sao biết thẳng, nhìn sao biết cong. Hết thời gian mà. Và bây giờ là giây phút lắng động. Chúng ta chỉ có 3 khắc đếm, 3 khắc để mà quyết định xem mình có biết hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không chọn bạn trai cái tên? Dạ, bạn làm IT. Em thích mẫu bạn trai là hướng ngoại hơn. Tức là năng động hơn, còn IT thì hơi khô cứng tí. Vậy còn em, tại sao em không chọn bạn gái? Em có bấm mà sao nó lại nó lên. Bạn có bấm đúng không? Mà nó có bấm kìa. Muộn màng quá, có bấm. Bấm nó chậm. Có bấm nhưng mà hơi chậm. Bạn có buồn hay không khi bạn nữ không bấm? Nói chung là cũng hơi buồn. Và chúng ta phải phát huy, chúng ta phải năng động hơn chút xíu nữa. Dù sao nữa thì cũng chúc mừng bạn, hai bạn đã có cuộc gặp nhau, trò chuyện với nhau. Và hy vọng là các bạn sẽ là bạn nhau ở ngoài đời.